Đây là tháp thờ ngài Angulimala. Thì ngài như quý vị học cũng biết sử rồi, ngài vốn là do cái tà kiến, do cái vị thầy á đã nhồi nhét cái tà kiến cho ngài, tức là cứ giết 1.000 người á, rồi cứ mỗi người như vậy thì lấy cái đốt ngón tay xỏ làm cái chặng hoa, đủ 1.000 người thì sẽ chứng đắc A-la-hán. Thì khi đó đó ngài mới nghe theo cái vị thầy tà kiến mà ngài làm. Thì buổi sáng hôm đó Đức Thế Tôn quán xét thấy giờ ngài còn thiếu một người nữa, mà người tính là giết mẹ của mình. Và Đức Thế Tôn thấy là nếu như mà ngài làm là chắc chắn là sẽ đứt con đường đạo và quả, cho nên Thế Tôn mới xuất hiện để can thiệp. Và quý vị cũng nhớ là khi mà Angulimala thấy Thế Tôn thì ngài đã rượt theo Thế Tôn, và Thế Tôn ngài dùng thần thông, tức là Angulimala rượt Đức Thế Tôn xa 3 do tuần, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài chỉ đi thôi, nhưng mà do thần thông của ngài, ngài đi bình thường mà Angulimala rượt theo không kịp, và mới kêu Thế Tôn là Sa môn Gotama hãy dừng lại. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói ta đã dừng lại rồi, còn ngươi thì ngươi chưa có dừng lại. Angulimala nghĩ là Thế Tôn là người không bao giờ nói dối. Đức Thế Tôn ngài có một cái phước đặc biệt do ngài đã làm rất là nhiều kiếp, là do ngài nói chân thật, cho nên lời nói chân thật rất quan trọng. Do Đức Thế Tôn ngài nói chân thật rất nhiều kiếp rồi, cho nên ngài có cái phước là dù cho cái người muốn giết ngài cũng tin ngài nói thật nữa. Cho nên là Angulimala nói là Thế Tôn xưa nay chưa bao giờ nói dối, tại sao lại nói như vậy, thì hãy giải thích. Đức Thế Tôn ngài mới nói Như Lai đã dừng lại sự tạo nghiệp, dừng lại các hành, còn ngươi thì ngươi chưa có dừng lại. Và Angulimala mới quỳ sụp xuống đảnh lễ và xin xuất gia với Thế Tôn. Ngài Angulimala là được xem như đại diện, tại vì có rất nhiều trường hợp như vậy, nhưng mà ngài được xem như đại diện là phóng hạ đồ đao đó, là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thành Phật ở đây là sự giải thoát, Buddha là sự giải thoát, tức là những cái ác nghiệp năm xưa thì dẹp hết qua một bên. Giây phút mà xuống tóc xuất gia được xem như là sự tái sanh của một người, tức là dù trước đó anh có là ai đi chăng nữa thì sau khi anh xuống tóc xuất gia thì coi như anh đã tái sanh thành một con người khác. Và ngài đã tu tập, và không bao lâu sau ngài chứng đắc đã quả vị A-la-hán. Ngài Angulimala có cái có nhiều cái giai thoại về ngài, như là giai thoại là ngài hộ độ cho cái người phụ nữ sanh đẻ đó. Thì cái bài kệ đó nếu cho tới bây giờ vẫn còn tác dụng, tức là nếu mà vị nào sau này mà có người nhà mà sinh nở, có thể đem cái bài kệ đó ra. Tại vì ngài đã nói một cái sự thật, đó là từ khi ngài sanh vào dòng thánh, ngài chưa bao giờ làm hại ai. Trước đó là chuyện của trước đó, nhưng kể từ khi ngài đi vào gia đình của thánh nhân, là ngài chưa bao giờ làm hại ai, đó là sự thật. Rồi một điều nữa là cái khi mà cúng dường giữa cái dân chúng của vua thành thành Savatthi này và nhà vua Bassanadi, hai bên ganh đua nhau về cái sự cúng dường, xem ai cúng dường nhiều hơn. Cho tới cuối cùng và hoàng hậu Mallika mới đề nghị là bây giờ giàu hơn thì mình giàu không nổi người dân, thì bây giờ mình chơi sang hơn, tức là mỗi mỗi một vị tỳ kheo đứng thì sẽ có một cô, có một con voi và một cô Sắc Đế Lị cầm lọng đứng che cho vị tỳ kheo ấy. Và toàn bộ đều đầy đủ hết, riêng chỉ có một con voi hung dữ nhất, thì bây giờ không có ai mà dám thuần phục. Thì mới nói là đem con voi đấy cho ngài Angulimala, thì khi con voi đó đứng bên ngài thì giống như là cái con nai đứng bên bên sư tử vậy đó, tim re, không dám nói năng gì hết trơn á. Thì nó có người ta có hai giả thuyết. Một á là coi như là giữ họ không, không bằng ngài, cho nên là không ớn. Cái thứ hai là do tâm từ của ngài.
Thì mình nói là cây gậy với củ cà rốt thôi, vừa ân mà vừa uy đó, tức là ngài vừa có tâm từ nhưng mà biết là có cà chớn cũng không được ngay với ngài đâu, thành ra là con voi đó mới khép nép đứng bên ngài. Thì do cái sự nhắc nhở về cái tích của ngài để chúng ta biết là cái nghiệp chúng ta thì nó cũng vô chừng lắm, và ngay cả trong cái kiếp chót thì có khi mình cũng làm rất là nhiều ác nghiệp. Điều quan trọng là ngay bây giờ mình có chịu gọi là hồi đầu thiện ngạn hay chưa, có chịu quay đầu lại mà tu tập mà giác ngộ hay chưa, đó mới quan trọng. Còn quá khứ là chuyện đã qua, tương lai là do chúng ta tạo. Do sự nhớ nghĩ đến ngài Angulimala, cầu mong cho chúng con buông bỏ các nghiệp dữ, vân tập các hạnh lành và sớm ngày chấm dứt hoàn toàn khổ đau, không còn sanh tử luân hồi. Do sự nghĩ tưởng đến ân đức của ngài Angulimala, cầu mong cho tất cả chúng sanh không có oan trái lẫn nhau, cầu mong cho con không oan trái với tất cả chúng sanh, cầu mong tất cả chúng sanh không có oan trái với con, cầu mong con có tâm từ đối với tất cả chúng sanh, cầu mong tất cả chúng sanh đều có thể an vui với nhau. Con xin đảnh lễ Thế Tôn, con xin đảnh lễ chư thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Ma Di Đà Phật.